Chào mừng anh chị và cô chú đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bác Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà phố Tân Cổ Điển với diện tích rất khủng luôn, ngang 4m2, sâu tới 21m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu. Nhà toàn bộ thì dùng sắt CNC, sắt đặc và chúng ta được trang trí theo phong cách Tân Cổ Điển, kiến trúc Pháp rất là sang chảnh luôn nha. Mặt tiền chúng ta sẽ được sơn tấp chỉ rất đẹp nha, lan can bằng hợp kim nhôm. Cặp nhà rất tuyệt vời, đã bán căn bên tay trái rồi, còn căn sáng điện thôi. Nằm trên trục đường Nguyễn Oanh thuộc phường 6 quận Gò Vấp, gần với ngã năm Trồng Chó nha mọi người. Con đường hẻm thì hẻm một sẹc của trục đường Nguyễn Oanh, hẻm rộng 6m nha anh chị, hẻm 6m, hẻm một sẹc cách đường chính khoảng tầm 20m thôi. Con hẻm rất đẹp nha anh chị. Đây, hẻm một sẹc sát đường chính, hẻm 6m nha quý vị. Sẽ có một lớp cổng sắt CNC sắt đặc nguyên khối bên ngoài này. Và mặt tiền thì làm theo kiểu Tân Cổ Điển, rất là đẳng cấp luôn. Nhà phố Tân Cổ Điển, kiến trúc cực kỳ sang chảnh. Cổng sẽ là cổng sắt đặc nha anh chị, nguyên khối luôn. Bộ cổng rất nặng. Và khoảng sân thì dài được khoảng tầm 2m rưỡi, chúng ta có thể thoải mái đậu được 5 cái xe máy ngoài này. Trên thì đã được lợp mái sáng, mái nhựa ở trên luôn rồi, và ốp gạch ở khu vực này sạch sẽ nha. Phía trong đây chúng ta sẽ có một bộ cửa gỗ gò đỏ. Và đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô. Gara ô tô thì được chủ nhà ốp sàn gạch 80 và được ốp một cái sảnh đá ở giữa. Này chúng ta thoải mái đậu xe hơi ở đây. Ngang 4m2, sâu 20m. Trần được sơn nhú vàng và làm đèn chùm rất là đẳng cấp luôn nha anh chị. Giá của căn này là 8 tỷ 800 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng với những quý vị nào thiện chí nha. Một căn nhà diện tích lớn, thiết kế mẫu Tân Cổ Điển, kiến trúc Pháp rất đẹp và sang chảnh luôn, làm rất chắc chắn nha quý vị. Ở đây thì gần với ngã năm Trồng Chó, ngay đường Nguyễn Oanh, phường 6 quận Gò Vấp thôi. Ở trong đây là khu vực phòng bếp. Cầu thang nhà mình được làm trụ và tay vịn là gỗ gò đỏ luôn. Lan can sử dụng sắt nguyên khối, sắt CNC, sắt đặc nha quý vị, rất đẳng cấp. Và đối diện với khu vực cầu thang sẽ có bộ tủ rượu gỗ An Cường. Khu vực trong này vẫn được ốp sàn gạch 80. Đây được ốp đá đỏ. Và trang trí cầu thang phải nói là rất sang chảnh. Cặp nhà này thì diện tích rất lớn nha, xây dựng và công nhận hết đất. Đây sẽ là khu vực phòng bếp. Khu vực phòng bếp thì chúng ta sẽ được làm tủ bếp sẽ là tủ gỗ An Cường và trần bố trí sơn nhú vàng, đèn chùm. Đấy, rất sang luôn. Phòng rất rộng nha quý vị, dài tới 20m mà, phòng rất rộng. Đá sử dụng là đá rất đẹp nha, màu đá mới. Và phía sau thì chúng ta có giếng trời và toilet. Cái này thì thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu. Sẽ có khu vực gara ô tô, khu vực phòng bếp, phòng lửng là phòng tiếp khách, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà này là hướng Tây Nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Thế Trạch, và giá bán là 8 tỷ 800 triệu đồng. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy gọi ngay về tới Nhà đất Bác Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình và sở hữu nha. Và cùng em di chuyển lên khúc bên trên tầng lửng. Nhà làm rất đẹp, rất đẳng cấp luôn nha quý vị. Trần sơn nhú vàng theo kiểu hoàng gia Pháp. Sắt ở cầu thang được sử dụng là sắt CNC hết, sắt đặc. Và trụ và tay vịn là gỗ đỏ, rất cao cấp nha. Đối diện cầu thang sẽ có tủ rượu này. Ở đây thì tường được ốp nhựa giả đá, nhựa PVC hết luôn. Và trên này cũng được ốp sàn gạch 80, gạch màu trắng nha. Trần có đèn chùm và sơn nhú vàng. Phòng lớn khá rộng, rất rộng rãi luôn nha quý vị. Nhà này diện tích lớn nên là phòng rất rộng luôn. Đất công nhận đủ. Và nhà thì xây rất là chắc chắn và kiên cố luôn. Với mẫu hoàng gia kiến trúc Pháp này thì bây giờ rất là hiếm những mẫu nhà như này. Đa số là nay làm hiện đại hết rồi. Mẫu này thì những anh chị ngoài Bắc thì rất là chuộng nha, cực kỳ chắc chắn. Nhà này thì rất là bền đẹp rồi. Mẫu này xây mẫu này rất bền luôn. Những anh chị nào thích mẫu nhà Tân Cổ Điển, mẫu nhà bền đẹp theo thời gian
không phai màu thì chúng ta hãy chọn những căn nhà như này. 8 tỷ 800 triệu đồng thôi. Nhà dài, đường trước nhà hẻm 1 xẹt, sát đường chính, hẻm 6 mét xe hơi tránh nhau. Phòng ngủ thì chúng ta cũng được thiết kế phòng rộng. Trên này được ốp sàn gạch 60, gạch giá gỗ. Và mỗi phòng thì có riêng một cái toilet. Có tặng lại máy lạnh và tủ quần áo hết rồi nha. Cũng có một chút nội thất rồi. Phòng khá rộng nha quý vị. Phía ngoài thì chúng ta có ban công. Và lan can sử dụng là hợp kim nhôm. Loại này rất mắc tiền, 5 triệu rưỡi một mét nha. Những anh chị cô chú nào đang quan tâm đến căn nhà này thì hãy gọi trực tiếp về tới nhà đất Ba Hưng, được mua với giá tốt nhất. Máy lạnh Kapper của Thái Lan có luôn này. Khu vực nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ có bồn cầu khối và vách tắm kính. Đấy, làm cũng rất là chuẩn rồi. Chỉ chờ quý vị đến mua thôi. Phòng ngủ số 2 này cũng có tủ và máy lạnh. Ta chỉ việc sắm thêm giường. Phòng rất rộng nha quý vị. Nhà dài tới 20 mét, phòng rất rộng luôn. Lát ở phía sau có giếng trời. Hướng Tây Nam nha mọi người. Nhà này hướng Tây Nam. Chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực lầu 2, khu vực phòng ngủ số 3 và số 4. Ở đây thì ngay ngã năm Chuồng Chó, chúng ta di chuyển về quận 1 khoảng tầm đi xe máy thì tầm 15 phút thôi. Nó cách quận 1 tầm 6-7 cây gì đấy nha. Tầm đó, 6-7 cây. Lên trên này là khu vực phòng ngủ số 2. Nhà này thì gần với sân bay, đi sân bay khoảng 5 phút đồng hồ thôi. Giống với bên dưới nha mọi người. Trên này thì không có máy lạnh. Tặng có 2 phòng dưới thôi. Trên này phòng trống nha, phòng rất rộng. Và cùng em di chuyển lên khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Những anh chị cô chú nào đang xem thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh của bên em. Thì mua cái căn này thì chúng ta sẽ để giảm giá mạnh với bên nhà đất Bá Hưng nha. Trên đây là khu vực phòng thờ này. Phòng thờ rất là rộng luôn. Thoải mái cho chúng ta thờ ở đây nha. Nó gần bằng cái phòng ngủ luôn nha mọi người. Trên cũng đã được làm trang trí sơn trần nhũ vàng. Nhà này cửa chơi kính và có khung sắt bên trong. Rất là kỹ. Một căn nhà thiết kế rất kỹ nha. Toàn bộ là sắt đặc CNC, cửa rất nặng luôn. Bộ cửa chính của nó chắc phải tầm 4-5 người mới khiêng lên được. Cửa sắt CNC sắt đặc thì nó rất nặng nha anh chị. Phía trong này là khu vực giặt đồ. Căn nhà nhà rất dài. Đấy, căn nhà rất dài, phòng giặt này. To chà vá lửa luôn. Và phía sau sẽ là khu vực sân thượng phơi đồ. Ở phòng sau này thì chủ nhà đã làm khung sắt rồi, có đúc có đà. Chúng ta lợp mái cũng được nha. Và nhà thì nằm bên trên chung cư này, phía sau có chung cư luôn. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Anh chị khách hàng nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video lần sau. Xin chào.